Đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế cản cửa Yoshi tại Việt Nam giữa lúc Hương Giang vướng ồn ào. Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Jeyaranda Thorapan và đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Puchia N. Ravena đã đến Việt Nam tham dự chung kết hoa hậu chuyển giới Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc thi bất ngờ vướng ồn ào. Giữa ồn ào của cuộc thi hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Jeyaranda Thorapan và đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Puchia N. Ravena gây chú ý khi cùng nhau đọ sắc vóc gợi cảm tại Việt Nam. Cả hai dành thời gian nghỉ ngơi, đi sự kiện cùng nhau và có những màn đọ sắc nảy lửa. Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Jeyaranda Thorapan và đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Puchia N. Ravena góp mặt trong đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng hai người đẹp là bà Alita Phanthusat, chủ tịch tổ chức Miss International Queen. Đây là lần đầu tiên đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Puchia N. Ravena đến Việt Nam trong nhiệm kỳ. Cô đăng quang ngôi vị Miss International Queen 2022 trong đêm chung kết diễn ra tại Thái Lan vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Puchia N. Ravena cao 1m75, hiện đang là doanh nhân và nghệ sĩ làm việc tại thành phố Cebu. Cô là người đẹp thứ ba của Philippines đăng quang tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Trước đó, Philippines cũng giành chiến thắng vào năm 2012 và 2015. Puchia N. Ravena cho biết cô bắt đầu quá trình chuyển giới từ năm 2013 sau khi gia nhập cộng đồng chuyển giới Cebu. Trong khi đó, hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Jeyaranda Thorapan từng nhiều lần tới Việt Nam. Tại sự kiện, Yoshi Jeyaranda Thorapan diện bộ váy đen cúp ngực, khoe vai trần thon thả quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Jeyaranda Thorapan được đánh giá là không có nhiều thay đổi. Yoshi Jeyaranda Thorapan và Puchia N. Ravena thân thiết trong lần hội ngộ ở Việt Nam. Puchia N. Ravena bất ngờ khi được chào đón nồng nhiệt trong lần đầu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 2, Puchia N. Ravena gây xôn xao khi đăng tải những hình ảnh cô tới nộp hồ sơ tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Philippines 2023. Tuy nhiên sau đó người đẹp cho biết cô đã rút đơn dự thi. Yoshi Jeyaranda Thorapan cũng được yêu mến không kém. Hiện tại cô phát triển sự nghiệp diễn viên tại Thái Lan. Chung kết cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2022, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đã chính thức khép lại với sự lên ngôi của thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo đến từ team huấn luyện viên Mai Ngô. Để chiều lòng fan sắc đẹp, Hoa hậu Hương Giang đã đích thân mời thần tiên tỷ tỷ Yoshi và Puchia N. Ravena, đương kim hoa hậu chuyển giới, mỹ nhân đến từ Philippines, khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái kiêu sa đúng chuẩn nữ hoàng. Cô nhận được khá nhiều lời khen ngợi trên hàng ghế giám khảo khách mời. Khi được hỏi về cảm xúc như thế nào trong chuyến sang thăm Việt Nam, cô cho biết khán giả Việt Nam quá tuyệt vời, các thí sinh Miss International Queen Việt Nam quá tài năng. Sau khoảnh khắc đăng quang, Diệu Thảo có cơ hội đọ sắc cùng đoàn chị đi trước. Mặc dù sở hữu chiều cao vượt trội cùng hào quang đang bủa vây quanh người, nhưng cõi mạng vẫn cho rằng Diệu Thảo vẫn chưa thật sự mềm mại, nhiều đường nét trên gương mặt vẫn chưa toát ra vẻ nữ tính. Tuy nhiên, từ đây đến ngày lên đường sang Thái Lan chinh phục vương miện Miss International Queen, Diệu Thảo vẫn còn thời gian để training bản thân. Hơn hết, phía sau cô chính là mentor Mai Ngô, luôn tận tâm và sẵn sàng giúp đỡ học trò của mình. Tuy nhiên, sau khi Diệu Thảo đăng quang, phía Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chung kết cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 được tổ chức vào tối 8 tháng 4 là hoạt động thi người đẹp, nhưng chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Chính vì vậy, xuất thi của Diệu Thảo tại Thái Lan vẫn đang là ẩn số. Sở Văn hóa Thể thao cho biết sẽ phối hợp với cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Giữa ồn ào, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 bị cơ quan chức năng xử lý vì sai phạm. Đại diện công ty của Hoa hậu Hương Giang, ban tổ chức cuộc thi từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức sau. Tuy nhiên, khi ồn ào về cuộc thi vẫn đang gây xôn xao, Hương Giang vẫn có mặt tại một sự kiện sắc đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, khi được hỏi về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023, dù không được Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cấp phép, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục từ chối chia sẻ. Người đẹp này chỉ nhấn mạnh luôn dành trọn sự tập trung cho các công việc mình làm. Hiện tại, Hương Giang hoạt động cùng lúc với ba vai trò ca sĩ, nhà sản xuất chương trình và kinh doanh.